Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc bài có tiêu đề Cậu bé Mục Đồng. Xưa có một cậu bé Mục Đồng nổi tiếng khắp nước về tài đối ứng. Tiếng đồn đến tai nhà vua, nhà vua không tin cho triệu em đến thử tài. Nhà vua nói, nếu con giải được ba câu đố của ta thì ta sẽ coi như con là con đẻ và sống với ta ở trong cung điện này. Chú bé nói, tâu bệ hạ, ba câu gì ạ? Câu thứ nhất, thế này, biển có bao nhiêu giọt nước? Chú bé Mục Đồng thưa, tâu bệ hạ, xin người cho chặn tất cả sông ngòi trên trái đất, đợi con đếm từng giọt rồi cho chảy ra biển, sau đó con sẽ xin thưa bệ hạ có bao nhiêu giọt nước. Vua hỏi tiếp, câu đố thứ hai thế này, trên đời có bao nhiêu sao? Chú bé Mục Đồng thưa, tâu bệ hạ, cho con xin một tờ giấy trắng thật to. Chú bé cầm giấy, lấy bút chấm la liệt những chấm tí ti trên giấy, chấm nhiều vô kể, lại nhỏ ti ti, không thể nào đếm được, ai nhìn vào cũng hoa cả mắt. Sau đó chú bé tâu vua, tâu bệ hạ, trên giấy có bao nhiêu chấm thì trên trời có từng ấy sao, cứ đếm thì biết, nhưng chẳng ai đếm nổi. Vua lại hỏi câu đố thứ ba thế này, thời gian vô tận có bao nhiêu giây đồng hồ? Chú bé Mục Đồng thưa, tâu bệ hạ, ở núi Hinton có ngọn núi Demat, phải leo 1 tiếng mới đến ngọn núi, phải đi 1 tiếng mới hết bề ngang, lại phải xuống 1 tiếng mới tới đáy hang núi. Có một con chim nhỏ xíu, cứ cách 100 năm lại bay đến mài mỏ vào vách núi. Khi nào vách núi bị chim mài nhẵn tới đáy hang thì lúc đó giây đồng hồ đầu tiên của thời gian vô tận mới trôi qua. Nghe xong vua phán, con đã giải 3 câu đố tinh thông như một nhà hiền triết. Từ nay trở đi, con sẽ ở bên ta trong cung điện này. Ta coi con như con đẹp của ta.